Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ đưa cho các bạn một số cái mẹo về edit audio nhé, tức là tăng giảm âm lượng ở trong Filmora, làm nào để tăng giảm âm lượng một clip này rồi nhiều clip với mấy cái kiểu thủ thuật đấy cho nó đơn giản. Thì có một bạn hỏi trên kênh của mình ấy, làm sao mà em muốn tăng tăng giảm âm lượng cho nó đều tất cả các cái clip ở trong timeline ấy, thì làm như nào. Thì ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nếu như các bạn thích thì các bạn nhớ ấn nút like nhé. Ít các bạn ấn like quá được video của mình, ít người xem. Ok, đây là trong Filmora của mình nhé. Phiên bản hiện tại mình đang dùng là Filmora 11.4. Thì nếu như các bạn mà đang sử dụng bản thấp hơn ấy, thì các bạn hãy cập nhật lên bản mới. Bản mới này có mấy cái hiệu ứng rất là hay. Ok, ví dụ mình sẽ đưa một cái clip xuống. Clip này chẳng hạn, đây là một cái vlog của mình đang làm ấy. Đang làm thôi chứ còn chưa chắc đã ra đâu. Ok. Điều đầu tiên nhé, điều đầu tiên mình khuyên các bạn ấy, nếu như là các bạn edit video thì nó sẽ tách biệt với phần edit audio, tức là khi bạn chỉnh sửa video nó tách biệt với phần chỉnh sửa audio. Thì nếu như các bạn bình thường thì các bạn cứ cắt ghép ra, ghép cả video và có tiếng thì kệ đấy. Thế còn nếu như bạn nào trau chuốt hơn ấy thì các bạn sẽ phải tách cái phần tiếng nó ra. Ví dụ video này chẳng hạn. Ok, tình hình là nhà mình sắp đi chơi các bạn. Nhưng mà lần này đi chơi thì mình sẽ quyết định là chỉ mang mỗi cái GoPro đi thôi. Không mang máy ảnh rồi không mang mic. Đó, thì đây là cái video và có kèm audio. Thì để mà tăng giảm âm lượng của cái audio ở trong video này ấy, thì các bạn chỉ có nhìn thấy ở trên đây nó có một cái thanh màu trắng này. Các bạn kéo lên kéo xuống này là được này. Đấy, các bạn kéo lên thì nó sẽ tăng, kéo xuống nó giảm đi. Ví dụ mình giảm nó nhỏ đi nhá. Giảm nhỏ đi. Đấy. Gì nữa? Nó giảm đúng không? Nếu mà kéo tăng nó lên. Kích vào rồi kéo tăng lên. Đồng thời thì đi. Thế còn nếu như mà bạn muốn chỉnh nó, tức là kiểu nhập số vào, thì các bạn kích đúp vào cái video. Sau các bạn đi đến cái tab audio, sau bạn có cái thanh slider này, chỉnh lên chỉnh xuống này. Đó, và nhìn sóng âm thay đổi, đúng không? Ok, đơn giản. Đây là cái đơn giản nhất. Thế còn nếu như mà bạn nào mà trau chuốt thì các bạn sẽ tách nó ra. Ví dụ mình cắt video chẳng hạn, cắt video của mình làm nhiều đoạn đúng không? 1, 2, 3, 4 đoạn chẳng hạn. Và bây giờ mình muốn là mình sẽ tách tất cả những cái này ra. Tách ra thì các bạn kích chuột phải vào, các bạn chọn, xong bạn kích chuột phải vào, chọn vào Detect Audio. Khi đấy thì nó sẽ tách ra cho mình một cái audio track này, nhìn nó sẽ rõ hơn nhé. Phần sóng âm, ví dụ bây giờ mình có thể xóa hết cái video này đi để mình chỉnh chỉ phần audio cho các bạn dễ nhìn. Audio này. Thì thôi, không mang máy ảnh được. Chỗ này to chẳng hạn, mình sẽ cho chỗ này nhỏ xuống. Ví dụ đoạn này mình sẽ cho nhỏ xuống. Các bạn nhé, coi như là video. Ok, đoạn này bây giờ mình cho nhỏ xuống để làm ví dụ cho các bạn nhé. Ví dụ bạn có 4 đoạn audio như này, mà thứ nhất là bây giờ bạn muốn là chỉnh làm sao cho cái mức level nó đều bằng nhau ấy, thì bạn có một cách làm như này nhé, có hai cách làm. Thì cách thứ nhất là các bạn sẽ copy, tức là copy hiệu ứng của cái audio thứ nhất. Ví dụ cái này đang to này, thì bạn sẽ copy cái chuột phải vào nhé, xong bạn chọn là copy effect. Copy effect bạn chú ý là nó sẽ copy, tức là nó sẽ sao chép tất cả các hiệu ứng của audio, từ tiếng có gì này, rồi hiệu ứng âm thanh ở trong đấy có gì, copy này. Sau đây các bạn sẽ dán vào những cái audio khác mà ở trên timeline và bạn muốn nó đều to bằng cái đầu tiên. Ví dụ bạn chọn ba cái này, sau bạn kích chuột phải, bạn chọn dán, tức là chọn paste effect. Đây, paste effect. Đấy, paste. Thì khi này thì cái mức âm thanh và cái hiệu ứng của ba cái này nó giống hệt cái này. Nhưng mà bản thân Filmora là đang bị lỗi ở hiển thị ở một cái, là tức là cái sóng âm nó chưa thay đổi này. Nhưng mà tiếng nó đã to rồi nhé. Ví dụ mình cho bạn nghe này, chuyển từ tiếng to đến tiếng nhỏ, như chỗ nhỏ này nó đã to lên rồi nhé. Đây. Đấy thì đi khi mà đi chơi ấy mình. Đấy, các bạn thấy không? Thì nếu mà nó lỗi hiển thị thì các bạn có thể làm như này, bạn cắt cái clip đầu tiên ấy, à cắt cái audio đầu tiên ấy, bạn nhìn thấy sóng âm nó nhảy lên như bình thường rồi. Đấy, đúng không? Sau rồi nhấn Ctrl Z không cắt nữa, thì bây giờ là bạn có một cái là file này, có một cái track tất cả tiếng nó đều bằng nhau. Đấy là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, mình nhấn Ctrl Z này nhé, Ctrl Z. Cách thứ hai là ví dụ bạn có này, bạn có cái to này, cái nhỏ, cái to, cái nhỏ. Cách thứ hai là bạn dùng cái tính năng gọi là auto normalization. Thì để dùng cái tính năng đấy, bạn chọn tất cả các cái audio ở trên timeline, sau bạn kích đúp vào, bạn giữ phím Ctrl hoặc là bạn kích chuột phải vào, bạn chọn là đến phần adjust audio. Kích chuột phải và chọn Adjust Audio, cho bạn kích vào nút này nhé, Auto Normalization. Kích vào đây thì cái phần mềm nó sẽ tự, tức là nó sẽ tự cân bằng của giữa cái to với cái nhỏ, và nó để một cái mức trung bình. Ví dụ ở đây nó sẽ kéo tất cả về đây, kéo cái to này thì giảm xuống, kéo cái nhỏ thì tăng lên một tí. Bây giờ nó sẽ đều đấy. Gì nữa? Đồng thời ấy thì đi khi mà đi chơi ấy mình. Tuy nhiên là khi nó đều thế này ấy, thì nó sẽ không phải là tất cả nó đều to hoặc tất cả nó đều nhỏ theo ý của mình. Thì nếu như mà bạn muốn chỉnh, ví dụ cả một cái track này, gọi là track audio này, tức là chỉnh tiếng cả của cái này cho nó to lên hoặc là cho nhỏ xuống, thì bây giờ bạn sẽ cứ dùng
dùng cái audio mixer nhé. Audio mixer là cái nút này, nút ở, ở trên timeline, nút bên phải này, kích vào audio mixer. Sau bạn tìm đến cái phần audio này, audio 1 chính là cái track này. Và bây giờ bạn có thể cho nó to lên, cho to lên cộng 8 decibel chẳng hạn. Sau bạn kích vào OK. Thì bây giờ là cái audio của bạn ở trên này nó to hơn bình thường, to hơn. Thì là nhà mình sắp đi chơi các bạn. À, nhưng mà lần này đi chơi thì đó, thì nếu mà bạn có thể cho nhỏ đi, bạn dùng audio mixer này bạn cho nhỏ đi. Đấy, cho nhỏ đi khoảng âm 11 decibel chẳng hạn. Kích vào OK. Nhưng các bạn nhìn thấy cái sóng âm nó không thay đổi ấy, nó do lỗi hiển thị của phần mềm thôi. Nhưng mà bạn nghe tiếng là sẽ nhỏ này, các bạn nhìn này. Thì mình sẽ quyết định là chỉ mang mỗi cái GoPro đi thôi. Đấy, đấy là bé tí. Đấy là làm thế nào để điều chỉnh cái audio ở trong phần mềm Filmora. Thực ra thì cái mẹo này nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều khi là người mới thì các bạn sẽ không biết ấy. À, ngoài ra thì với phần audio này thì bạn có thể cho to dần nhỏ dần nhé. Ví dụ cho nhỏ dần thì bạn kéo này này, nó có fade in fade out này. Đó. To dần, đây fade in. Okay. Đấy, còn đây là fade out. Đồng thời thì... Còn nếu như mà bạn có cái voice over, tức là có một cái lồng tiếng như này ấy, mà bạn ở dưới bên này có một cái nhạc nền nữa, thì các bạn có thể kích chuột phải vào đây. Các bạn chọn adjust audio, sau bạn ấn vào nút này. Gọi là ducking, ducking này thì nó sẽ làm to cái giọng, tức là sẽ nhấn mạnh cái giọng, lồng tiếng hoặc là cái tiếng ở cái video mà bạn chọn ducking, và nó làm nhỏ những cái tiếng của cái clip ở bên dưới. Ok, video hôm nay hướng dẫn này đơn giản thế thôi. Đấy là làm thế nào để điều chỉnh âm lượng ở trong phần mềm Filmora. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Và nếu như bạn nào muốn mua bản quyền Filmora để xóa logo rồi watermark các thứ ấy, thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye!